Xin chào các ba mẹ, phụ huynh và gia đình của các em sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của khóa 2023. Tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ sự can đảm của các anh chị khi gửi con mình vào một trường đại học còn non trẻ. Từ khi ngôi trường còn chưa hình thành và đến bây giờ vẫn chưa xong xây xong ngôi trường của mình. Và sự can đảm đó đã nhận được kết quả tuyệt vời. Là 95 em sinh viên đã sẵn sàng tốt nghiệp và được chuẩn bị tốt với những kỹ năng để biết cách nắm lấy các cơ hội và không ngần ngại trước các thách thức trong tương lai. Mở đầu cho bài phát biểu của mình trong buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học Fulbright Việt Nam, tiến sĩ Lê Viết Quốc không quên gửi lời cảm ơn đến cha mẹ học sinh. Trong bài phát biểu này, ông đã kể về chặng đường mình đã đi qua, những dấu ấn mình đã gặt hái được và con đường đưa ông tới với trí tuệ nhân tạo, AI. Then I realized that sau đó, tôi nhận ra rằng chúng ta có thể đến được mặt trăng chính nhờ trí thông minh của loài người, rằng chúng ta thông minh đến mức có thể chế tạo máy móc đưa con người lên mặt trăng. Khi ấy, tôi biết mơ ước chế tạo những cỗ máy thông minh là tiền đề giúp chúng ta tạo ra những phát minh mới phát triển trên cấp số nhân, là nền tảng giúp thúc đẩy tiến trình đi lên của nhân loại. Và khi ấy, tôi cũng không ngờ được rằng lĩnh vực nghiên cứu khiến ước mơ của tôi trở thành hiện thực ngày nay được biết đến với tên gọi trí tuệ nhân tạo AI. Chính giấc mơ đó đã đưa tôi rời quê hương Huế để dấn thân vào hành trình nghiên cứu và phát triển AI. Hiện tại, dẫu tôi đã làm việc trong lĩnh vực này hơn 20 năm, AI luôn đem lại cho tôi nguồn cảm hứng bất tận rằng công nghệ này sở hữu tiềm năng thay đổi thế giới theo chiều hướng tốt đẹp và bền vững. Đến với AI trong sự say mê khám phá, đến nay, tiến sĩ Lê Viết Quốc đã có hơn 20 năm làm việc ở Google Brand, bộ phận nghiên cứu về công nghệ trí tuệ nhân tạo và máy học của Google. Nói về sự tiến bộ vượt bậc của AI trong thời gian qua, chính ông cũng cho biết mình cực kỳ kinh ngạc. Trước khi mà mình bắt làm ở Google thì việc mà những cái thuật toán này nó có thể làm được là nhận diện chữ viết thôi. Tức là có thể nhận diện được là bạn đang viết chữ A hay là số 1 hay là số 2. Thì đó là nó chúng là rất là sơ khai. Một số năm tiếp theo thì người ta làm được là thuật toán nó có thể dịch thuật được từ một cái ngôn ngữ trong tiếng Việt sang một đoạn văn trong tiếng Việt xong rồi thành một đoạn văn trong tiếng Anh. Rồi Google Translate. Rồi một vài năm nữa thì người ta bắt đầu phát triển các thuật toán về nhận dạng hình ảnh để cho xe tự lái. Rồi nhận dạng hình ảnh cho cho YouTube rồi vài năm nữa người ta mới để phát hiện ra các thuật toán để mà dự đoán các cái mô hình protein. Đấy là thì những cái phát biểu này là mình là thực sự là kinh ngạc, nhưng mà mình vẫn thấy là kinh ngạc nhất là năm vừa rồi là cái những cái thuật toán như là ChatGPT với là Bard nó phát triển mà đến khi mà mình dùng nó mình không thể tin nổi. Nhưng mà thực ra thì đối với những người mà trong cộng đồng ấy, thì cách đây khoảng 4-5 năm là bắt đầu là đã thấy cái tín hiệu rồi. Nhưng mà cái khi mà đưa ra thế giới ấy, mình cái sự đón chào nồng nhiệt và là cái và cái khả năng tương tác của nó tốt với người dùng mà từ những câu hỏi mà trong cái khi mà mình nghiên cứu mình cũng không biết được ấy, thì mình cũng không chỉ biết được là người dùng đã dùng những cái ứng dụng này mà lại khi mà đưa ra thì người ta dùng và đã rất là thành công, thì mình lại là cực kỳ là ấn tượng. Mình không thể tin nổi quả sự phát triển là như là vùng vào. Với sự phát triển bùng nổ như hiện nay, ngay cả tiến sĩ Lê Viết Quốc cũng không khẳng định được AI sẽ phát triển tới đâu trong thời gian tới. Thực ra là dự đoán trong ngành thực ra là khó mà dự đoán, bởi vì cách đây 5 năm thì mình dự đoán của mình là nó đi theo cả những chiều hướng khác. Nó cũng kinh ngạc nhưng mà nó đi theo những cái hướng khác. Mình nghĩ thì cái xu hướng mà dùng AI trong y tế với giao thông thì nó sẽ tiếp tục. Và đa phần mặc dù 5 năm trước mình dự đoán là dùng y tế trong y tế nhiều hơn, nhưng mà mình nghĩ là trong 10 năm nữa thì người ta sẽ dùng rất nhiều.
Mình nghĩ là đa phần các mà khả năng như là nhận diện hình ảnh này, nhận diện giọng nói này, xử lý ngôn ngữ sẽ là tiềm cần khả năng của con người. 10 năm nữa mình nghĩ là cả mình sẽ lên mạng và xem những cái YouTube video hoặc là xem những cái hình ảnh, thì đa phần các hình ảnh đó sẽ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Âm nhạc sẽ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, phim ảnh sẽ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, các đoạn văn, bài viết sẽ được rất là nhiều được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Thì đó là mình nghĩ đó là dự đoán của mình. Vietnamese studies courses at Fulbright. I remember vividly our meeting.